Vâng, Bùi Hải Vlog xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Cơm vô tới rồi nè cô chú anh chị à. Ai sách hủ không? Cô ơi, làm cơm xong mà sao không điện em? Không điện, làm cơm xong phải điện chứ. Điện người ta chứ. Mình làm xong mình điện bảo rồi làm xong rồi. Chắc cây. Rồi đi vô. Thằng giá heo quay là đâu? Là đi mình đặt nữa nhưng mà do nó vàng kêu thôi đừng. Con trai ha anh. Trai. Heo quay là ở Long An hả? Heo quay là Long An. Phải không? Chị ở Long An á. Hả? Lẽ? Đi ra ngoài nè, để yên đó. Ủa? Rồi thì giờ tôi cầm đi anh mấy bạn. Sao cầm? Cầm ơi. Mấy bạn hả? Đây, cơm trưa cho cậu Năm đây, cô chú. Ủa? Cúng á, trong vòng. Đây cúng cho cậu Năm ha. Lâu nay em cúng á, nhưng mà dùm chị Liễu Phan đó, nhưng mà anh Phương khán giả heo quay vợ rồi. Ủa dạ, heo quay hả? Heo quay ở đâu? Long An. Bữa nay 14 anh, con trai tốt tốt. 14 dưới gầm là phải đặc biệt là ở dưới quê miền Tây em là cũng cho ăn trai. Ăn trai hen cương. Còn ai mà ăn lạc. Nấu chè cũng đó anh. Chè hen cương. Nấu chè là 45 á. Ở dưới Tiền Giang là ăn tương ha. Bình tương mặn mặn ăn chay vậy. Thời gian chứ đồng tháp gọi là ăn tương. Ăn tương ăn lạc. Ăn chay nhiều. Tương ăn lạc ăn chay. Ở dưới miền Tây là thường ta gọi ăn tương thôi. Nhìn lúc như thế này ngọc đi đâu ta? Mà thấy con này vừa thấy không? Thấy. Còn anh quay nè, anh đứng trên rừng quay đó trời ơi. Ngọc đuổi một phê nó thôi bỏ mồ cậu. Giờ ông bỏ luôn rồi. Nó là bò. Chung là mấy bữa nay do vắng khán giả cho nên là anh em mình chưa khoảng 1 giờ á, anh em mình hay uống một ly cà phê. Đó, để cho nó dậy tinh thần. Thế giờ quá rồi. Mà kêu ông không đi. Ngọc quá, kêu hoàng ông đổi món không? Đổi món này. Mua lần luôn nha. Món nào? Rồi anh lấy cái đầu ấy, đổ ấy đi anh, đầu canh ra đi. Canh này phải đổ, mình có canh đây rồi. Cái gì? Đổ hả? Đổ hai tô canh. Nè, anh đang cái clip mà con này nó vô nó tính nó bằng sực ho của cậu. Không giờ mình ăn. Anh mà không ăn nữa, nó kéo bẻ cái bình đó luôn đó. Canh chua nhiều rồi nhé rồi đúng không? Cho đổi canh cải ha. Sấy nấu canh với đậu hũ. Không giờ mình không ăn cà tím nữa nè. À, có cà tím luôn. Tím này là anh không có. Cà tím mà nêu anh cũng là có cà tím mà canh cải đậu hũ với nấm. Đậu hũ nè. Nấm kho. Cái này đậu hũ kho tương hộp hay đậu hũ kho tương. Đậu hũ chiên. Nãy đặt này nhiêu anh? 400 ha. Cái cây đâu rồi? Cho tao cây không? Măng thâu. Đó, bữa nay làm việc người mệt mỏi ghê ta. Mỏi lắm đó, mỏi luôn. Thời tiết chứ phải không có Will thấy mệt mình hả? Will thì mấy ngày nay con có đâu, nhưng mà thấy người đúng không mệt. Thì giờ quay cậu là mình chia sẻ đúng không? Đam mê mà nè, đấy ngay nó kêu đam mê. Rồi kêu đam mê rồi. À nãy mình nó kêu quay đam mê chứ không có Will đâu. Sáng giờ buồn clip có 3.000, clip 2.000, clip 1.000. Vậy? Chưa được 3.000 nữa. Clip được 2.000 à. 1.000 à. Là không đủ tiền ánh sáng, mà sáng giờ luôn á. Quay đam mê thôi. Em đi sáng giờ có mười mấy người coi lỗ tiền xăng đi. Nói chung mình chia sẻ mộ cậu đi tới đâu hay tới đó chứ giờ Will không Will gì cũng phải quay hết á. Quay không quay gửi lên khán giả buồn nữa. Bây giờ mấy anh em đây trung thành với cậu hết là giờ có Will cũng quay mà không Will cũng quay. Cái lúc này là anh em nào mà vô nói đi ở mộ chú sao sao gì đó. Ấy, lủng ra. Lộ bị lủng ra coi chừng nó rớt kìa. Lớn trai hả?
cái đó rửa lại cậu đội nha, cái này rất là lọc, cái này xin lọc lọc à, lọc đi nãy giờ lát thử cái lọc nha, cái này là xin lọc không lọc gì, lát ăn lọc lấy cái kia lọc thì đầy lọc, cái đó lọc đó là lọc hồi nãy anh yêu á. Nó chơi giữa cái đó thì chơi lọc lọc đi. Lọc gì? Đúng rồi. Chúng ta đi nhiều lắm. Chúng ta đi, chúng kia nữa. Dẫn đợi bên. Ta bờ để bên đừng ta để cái chai này ông mua vàng ông cũng đem ra nữa. Chút ra đó mình chia cá. Bông rồi nè. Bông hoa trái cây. Cái chai đâu? Theo nguyên tắc ở đây là rất cái gì là lọc nha mọi người. Lọc. Đi ra ngoài kia hả? Đi ra ngoài kia đi là chế. Đi ra ngoài kia đi, nó rớt cái bào, cái đá trên bàn có bốn trái à. Trái cam bự bự không à. Không cho để lên nữa. Để lên tí xíu rồi. Đã rớt rất là không cho để lên bàn nữa. Rồi là lọc. Này đổi hoa luôn thế. Hoa này là hoa... Hoa gì? Hoa gì ta? Không biết rồi ta. Cúc mà cúc gì nè. Bây giờ phải nói cúc nha. Có rất nhiều loại cúc nè, trên 10 loại cúc luôn đó. Tóm lại là bây giờ bị ông Phương ra đủ là cúc tím đi. Cho cậu. Đó, có một tím đó. Chưa, tím hết, cậu chịu. Cái này mới tím hơi hơi à. Đủ là hơi hơi, chưa tím, ta tím nữa. Cúc. Là giữa trắng, nửa. Tím nút ở đây nè, đó mới chịu tím. Đó. Đây là tím nè. Lọc luôn hả? Lọc rồi, đi lọc tiếp nè. Tím này là tím lạ. Lại thôi, đi lên nè. Dở cao lên chút chút, nó vàng rồi, tôi dễ đi. Lên nè. Cũng cơm chưa cho cậu đi mấy anh ơi. Phải chân nha, bình bông dưới chân. Khác cái ruộng là nâu vàng. Rồi, giờ anh lấy đây. Rồi. Cái máy này. Rồi, lấy điện thoại đưa nó đọc luôn. Giấy. Nó coi chút đi. Giấu tên ở Đồng An ở dưới Long An. Dưới Long An hả? Long An, Long Hụ gì cũng được. Cậu ơi, về cơm trưa cậu ơi. Về dùng cơm trưa cậu ơi. Bữa nay cúng chay cho cậu. Bữa nay 14 rằm đúng không? 14 tháng 11 là thường thường là ăn chay nên là tháng 11 cũng là một trong những rằm lớn á. Rồi cậu ơi. Về cơm trưa cậu ơi, dùng cơm trưa. Có ai? Phương, Phương Lê hả? Chị Phương Lê hả? Chị Phương Lê. Trời ơi, chị Phương Lê cúng cho chồng năm hả? Trời ơi. Nó vàng vậy mà giấu ha. Để nãy giờ nói LA thì nói chị Phương Lê. Mà cái này là chính xác là của chị Phương Lê đúng không? Rồi. Anh giúp tôi đề chị Phương Lê. Rồi. Hoa hậu Phương Lê. Chị Phương Lê. Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video anh. Tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cảm bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải Vlog thì cho Bùi Hải Vlog xin lượt like, lượt đăng ký để Bùi Hải Vlog có động lực làm những video hay nhất tại mọi người sẽ yếu tố Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem mà. Bùi Hải xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ.